nói ví dụ có một chị thôi mà chị còn ở với chồng cũ của chị á, chị kể này là chuyện thiệt luôn, thì chị với lại chồng cũ của chị, chồng của chị dù biết vợ mình rất là giỏi cái chuyện đầu tư kinh doanh làm ăn, nhưng mà em biết rồi, khi mà mình ở chung á, mình coi bạn đời của mình không ráo rứt gì hết á, tại vì ở chung mà mình sẽ coi thường họ hơn. Thì lúc đó ảnh mới dùng tiền tiết kiệm của hai đứa ảnh cho bạn ảnh mượn, thì bạn ảnh là một cái thằng cờ bạc và chị biết cái điều đó, tại vì chị làm ăn mà, chị nhìn cái người nói chuyện chị hỏi là chị biết. Và cái anh đó ảnh lúc nào ảnh cũng dùng tiền ảnh đi casino để đánh bạc, mà đời của chị ghét nhất đàn ông cờ bạc. Ok, người ta có thể nghiện thuốc lá, nghiện rượu, mấy cái đó chị không sao hết, tại vì mấy cái đó có thể tập để bỏ được, nhưng mà cờ bạc rất là khó nha mọi người. Cờ bạc nó vô trong máu rồi, và chị biết từ hồi nhỏ luôn đó là chị sẽ không bao giờ hẹn hò với người cờ bạc, và chị cũng sẽ không yêu người cờ bạc, và chị cũng không có nhu cầu biết đánh bạc, chị vẫn chưa biết chơi cờ bạc luôn. By the way, chị chưa có vô cái casino á, xin luôn, để cho mọi người hiểu được là cái sự nghiêm túc của chị đối với bài bạc nó là cái gì. Thì chị mới nói với ảnh là em không có tin cái anh bạn này của anh, và em cũng không có tin là anh có thể dùng cái số tiền đó để mà đi đánh bạc mà trả lại ảnh. Nói ảnh không có đi đánh bạc nữa ảnh, nhưng mà ảnh rất là giỏi cá cược, nhưng mà cá mấy con ngựa chạy, con nào chạy thắng thì có tiền vậy đó. Cái xong chị mới nói là ủa sao anh biết, thì chị mới biết được là ảnh lừa chồng chị bằng cách là lấy xe của sếp ảnh, tức là anh đó là người lấy xe bình thường thôi, lấy xe của sếp ảnh chở chồng cũ của chị đi vô cái trại đấu ngựa, rồi cho ảnh coi được là ảnh giả đò ảnh ký 3-4 vòng gì đó, xong ảnh thắng, ảnh thực sự thắng thiệt. Cái xong chồng chị ham, thì chồng chị mới nói là đưa cho anh này ảnh đầu tư, tại vì ảnh đánh một cái thôi là ảnh thắng, xong ảnh đưa tiền lại. Thì cái lúc đó chị là một người đầu tư mà chị biết cái này chắc chắn là tiền này coi như là mất rồi. Ok, nhưng mà chị chỉ nói với chồng chị một câu vậy nè, chị nói em là vợ anh, em nói với anh đưa tiền này em đầu tư anh không chịu, anh nói với em là em không có kiến thức, em là người Việt Nam qua đây em biết cái đồ yêu gì, anh là người ở đây này kia kia nọ, đúng không? Thì là một cái sự coi thường đối với mình, nhưng mà em vẫn tôn trọng anh tại vì anh là chồng của em. Nhưng mà anh cũng phải trả giá để học, thì cái cách duy nhất trả giá để học đó là gì? Là mất tiền thôi. Chỉ có khi mất tiền ngu như vậy thì mới học thôi. Thì cái tự ái của đàn ông mà, ảnh mới nói với chị là chị coi thường bạn ảnh rồi chị sĩ diện mà. Thì chị mới nói không sao hết anh, em chấp nhận để cho anh mất 10.000 đô đó để cho anh có bài học của anh. Và đúng như chị đoán, anh đó anh lấy tiền, anh không có đi cá độ cái cờ ngựa đó, anh cầm tiền thẳng vô trong casino luôn và mất trắng hết trong tối đó luôn. Và hai ngày hôm sau chị hỏi chồng chị tiếp, tại vì chị có bạn, chị có nguồn mà chị theo dõi cái anh này nên chị biết. Xong chị hỏi chồng chị nói anh chuyển tiền lại chưa vậy anh, tại em nhớ là anh nói với em là 2 ngày anh chuyển lại tiền. Nhưng mà chị đã biết cái số tiền nó sẽ mất trắng rồi. Khi mà bạn có một người phụ nữ khôn ngoan và thông minh và sống với bạn à, đừng có để cái sĩ diện, cái tự ái cá nhân của mình nó làm mù mờ đi cái chuyện là có khi người bạn đời của bạn thông minh hơn bạn, giỏi giang hơn bạn, nhưng người ta yêu thương bạn. Ok, cái này là một cái side track cho mấy bạn nam thôi. Thì cái lúc đó chị Nhi mới nói với anh rất là nhẹ nhàng, chị Nhi nói là không sao hết, em đã nói với anh rồi mà, em biết là anh sẽ phải mất một cái gì đó để học, anh không bỏ 10.000 đó anh đi ra anh đầu tư kiến thức để anh tự đầu tư, thì anh phải trả giá bằng cái chuyện anh sẽ mất tiền đó, để lần sau anh khôn ra là ok, tiền của mình phải chịu trách nhiệm. Mình không có tin ai đi đặt cá ngựa giùm mình hay là đi đánh bài giùm mình để thắng được hết á. Cái bài học đó để mà chị nhắc cho những cái bạn, chị không biết cái câu chuyện này nó có giúp được ai không, nhưng mà để chị nhắc nhở cho mọi người thêm một lần nữa nè, nếu như bạn không đầu tư vô bạn thì bạn cũng sẽ mất cái số tiền đó với cái người mà đã đầu tư vô trong đầu của họ kiến thức để lừa cho bạn, đơn giản vậy thôi. Tại vì cái người mà lừa được bạn, người ta cũng đã đầu tư cái gì đó bên trong chất xám của họ để họ đủ trình độ lừa bạn. Ok, và cái cách duy nhất để mà khó có người nào lừa được bạn, thậm chí Nhi còn muốn các bạn đầu tư giỏi đến mức mà những người trên YouTube làm YouTube không thể lừa được bạn luôn. Ví dụ như Nhi vậy đó, làm Nhi đầu tư Nhi giỏi đến mức mà người ta vô đây người ta có thể đối kháng với Nhi, người ta có thể thẳng, bao nhiêu người dám livestream nói chuyện kiểu như Nhi, bao nhiêu người livestream dám trắng đen rõ ràng, dám sống minh bạch như Nhi, không có. Nhi bảo đảm luôn, rất là có thể chắc là có nước ngoài, nhưng mà Việt Nam thì Nhi không biết có không? Mọi người có thể cho Nhi cái kênh để Nhi tìm cái đó. Nhưng mà đó để cho mọi người hiểu được là cái chuyện mà liên quan đến tiền á, phải nghiêm túc, phải rất là nghiêm túc tới mức mà mình phải đầu tư chất xám của mình. Không phải là mình đầu tư tới mức mình giỏi quá để mình đi ra mình kênh kiệu với người khác, nhưng mà mình đầu tư đủ để mình bảo vệ cái tài chính của mình, để mà mình không bị lừa, để mà mình để cái sự dốt nát của mình nó không làm cho mình mất tiền rồi mình đi đổ lỗi thằng này con kia lừa tiền tao, không có. Mình tham trước cho nên mình mới mất tiền. Mình tham, mình phải chịu trách nhiệm cho cái lòng tham của mình, đừng có đi đổ cho ai hết. Đời nó là vậy đó. Như vậy á, nhưng không có bao giờ đi đổ lỗi cho ai hết. Thậm
với ly dị chồng, Nhi cũng nói đâu phải lỗi của mình ảnh đâu, lỗi của Nhi nữa. Tại vì Nhi đồng ý cưới ảnh mà, Nhi đồng ý ở một cuộc sống và ảnh, Nhi đồng ý để cho một người đàn ông không xứng đáng với mình ở với mình mà. Và khi Nhi nói chuyện đó với một cái câu như vậy thì cuộc sống của Nhi thì nó nào nhẹ nhàng hơn. Tại vì Nhi không có đi ra đây chỉ tay năm ngón đổ lỗi ở tại anh mà đời tôi khổ, không có. Tôi làm đời tôi khổ, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ tôi đứng lên lại sau cái chuyện đó như thế nào mới là đáng nể. Làm cách nào để nhìn vào bên trong mình được không ạ? Em cảm ơn. Cái khó nhất của mỗi bạn á, đó là nói chuyện với mình một mình. Tại vì các bạn luôn có nhiều thứ hằng ngày phải làm. Các bạn nói là làm sao để mình nhìn phía bên trong mình vậy? Cái cách các bạn đối diện với bản thân mình, nhìn vô gương đã không muốn nhìn rồi. Các bạn có biết nhà của Nhi rất là nhiều gương, Nhi đi góc nào cũng có gương hết á. Tại vì Nhi rất là muốn nhìn thấy bản thân mình hằng ngày để mình nhìn thấy, mình đối diện với mình hằng ngày. Thậm chí á, các bạn không tin, các bạn thử video mình nói chuyện xong các bạn coi lại đi, các bạn cũng không dám coi luôn. Tại sao Nhi biết điều đó? Tại vì Nhi từng thử rồi. Thầy Nhi bày Nhi cái đó xong Nhi nói trời ơi dị quá, mình còn không có dám nghe mình nói chuyện, không dám nghe cái tiếng mình luôn, rồi không dám nhìn mình luôn. Mà mình giật mình cái ủa, chính mình còn không thích mình luôn hả trời, vậy giờ ai thích mình đây? Cái cách này các bạn tập á, không có ai coi cái video đó đâu. Các bạn dùng cái video, cái tự cái điện thoại của mình rồi nói chuyện à, hôm nay mày sao, tao rất là mừng, hôm nay mày rất là can đảm, mày tiến bộ rất là nhiều. Xong em mở cái video đó lại và em coi đi, đó là cách em nói chuyện với em một mình đó. Không phải bị điên đâu nha, mà em sẽ tự giật mình là trời ơi mình còn không dám nói chuyện với mình nữa ông ơi, mình tự tâm sự với mình mà mình còn không dám coi luôn, mình còn xấu hổ, mình còn vậy thì làm sao để mà em nhìn vô bên trong em được. Em không có dám đối diện với em. Tập những cái nhỏ nhỏ đó đi, nhỏ nhỏ hàng ngày, gọi là baby step, với những cái bước nhỏ nó sẽ làm thành những cái bước lớn. Có những cái lúc chị khóc một mình và chị buồn một mình chứ, và xong chị cũng tự vỗ vai an ủi mình, cũng tự nói là không cần phải mạnh mẽ quá đâu, thì mình cũng là con người, thì mình cũng buồn không sao hết, thì tao cũng thương mày, ví dụ như vậy. Những cái em nói chuyện với em cơ bản, khi mà em giao tiếp với em hằng ngày á, xong rồi em sẽ bắt đầu nhìn được bên trong của em. Tại vì em nhận diện được là à, bên trong của mình thật ra mình bỏ quên nhiều quá. Y như em cứ tưởng tượng em là một người bạn của em đi, một tháng em không nói chuyện nó coi nó có bỏ em không. Đừng có nói tới chuyện hai mươi mấy năm qua em không nói chuyện với em, thì cũng tương tự như vậy. Em chính là một người bạn của chính em phải nói chuyện với em. Ok chị Nhi ơi, sẽ thế nào nếu tất cả mọi người đều tỉnh thức, liệu vũ trụ có mất cân bằng và thế giới không còn tồn tại? No em, nếu mà cả thế giới này mà trời ơi, chị ước cái điều đó luôn á. Cả thế giới này mà ai cũng tỉnh thức hết á, thế giới nó sẽ rất là đẹp em. Tại vì nó sẽ không có chiến tranh nè, nó sẽ không có phân biệt chủng tộc nè, nó không có passport, nó không có phân biệt là em phải ở đâu, em làm gì. Nó sẽ không có đến chuyện là thù hằn giết nhau, rồi nó không có đến chuyện ghen tuông, nó không đến chuyện tham vọng quyền lực. Tại vì tất cả mọi người đều như nhau hết. Thế giới nó sẽ rất đẹp nếu như mà tất cả mọi người tỉnh thức. Tại vì chị Nhi tự hào một điều là chị Nhi đang có những cái người bạn đều cùng tỉnh thức hết, cho nên là tụi chị làm việc với nhau nó cũng rất là nhẹ nhàng. Tại vì mình hiểu được là mình phải đi làm để mà mình chăm lo cho những người xung quanh của mình thôi. Ví dụ như con chị Nhi tất nhiên nó chưa tỉnh thức rồi, làm sao chị Nhi thả nó bơ vơ được, ví dụ như vậy. Thì chị Nhi làm với cái trách nhiệm là cống hiến lại cho cộng đồng, bởi vì mình phải chăm sóc những người chưa tỉnh thức nữa. Nếu mà mình ích kỷ, mình nói mình tỉnh thức, mình lên núi mình ở, thì sẽ bớt đi một người tốt như mình, thì cái xã hội nó lại thêm một cái khó với một cái khổ cho những người xung quanh của mình. Em không hiểu được những người tỉnh thức giúp được bao nhiêu trên cuộc đời này đâu. Cái này là chị nói thiệt, họ làm trực tiếp hay không hay gián tiếp, nói sơ sơ những người mà người ta đã đi vô chùa, người ta tu, chị không nói hết, nhưng mà phần đông những người thầy người ta đã quyết định đi vô tu rồi, người ta sống trong chùa, sống ở những cái nơi đó, em nghĩ đã bớt đi một người ở ngoài đời sân si, đánh lộn, đập lộn, chửi rủa nhau, đúng không? Thì đó là cái lý do tại sao chị nói nó không có mất đi cân bằng đâu. Thế giới nó sẽ rất là đẹp nếu tất cả mọi người cùng tỉnh thức. Và đó là cái ước mơ của chị nữa. Và chị nghĩ hầu như những người tỉnh thức như chị ai cũng ước mơ điều đó. Họ ước mơ, họ làm cho những người còn u mê, còn trong cái tôi nó còn kìm cặp quá lớn đó, để mà bước ra được khỏi cái tôi đó. Nhưng mà tụi chị không có cái sức mạnh đó. Tụi chị chỉ có thể truyền lại những cái kiến thức, tụi chị có thể chia sẻ, chỉ có thể bày lại. Nhưng mà ngộ được với lại tự bước ra được khỏi cái tôi đó là cái sự chọn lựa của mỗi người. Tụi chị không làm được, tụi chị không có cái sức mạnh đó. Cái sức mạnh nó nằm ở bên trong chính các bạn. Các bạn có cái sức mạnh đó. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe kênh của Nhi. Nếu bạn là lần đầu coi, Nhi không nghĩ là lần đầu đâu, toàn là người cũ hết rồi. Còn những người cũ rồi thì tự giác đi nha, like cái video này rồi xong chia sẻ cho nhiều người coi nữa nghe không.